Bốn cô gái nổi tiếng nhất làng giải trí, Dương Tử, Triệu Lộ Tư, Ngô Thư Hân và Bạch Lộc đã được bầu chọn. Họ không bị oan sau khi xem những bức ảnh khỏa thân. 1. Dương Tử là nữ diễn viên nổi tiếng sinh những năm 1990. Cô gia nhập làng giải trí với tư cách sao nhí từ khi còn nhỏ và luôn thu hút nhiều sự chú ý. Tuy nhiên, do hạn chế về ngoại hình từ sớm nên Dương Tử liên tục gặp trở ngại trong sự nghiệp diễn xuất. Thậm chí một số tiền bối còn trực tiếp từ chối ước mơ trở thành diễn viên của cô. Năm 2003, Dương Tử, mới 10 tuổi, đã tham gia bộ phim điện ảnh và truyền hình đầu tiên, Gia Đình Có Con, với tư cách là một ngôi sao nhí, đóng vai Xiao Xuê, cũng trở thành nguồn gốc nghệ danh của cô. Bộ phim này rất nổi tiếng, và Yang Ji Nó cũng khiến anh ấy nổi tiếng trong một lần. Nhưng đồng thời, ngoại hình của cô cũng bị chỉ trích rất nhiều, trong đó có diễn viên kỳ cựu Song Dan Dan đóng vai mẹ cô, người cũng công khai cho rằng khuôn mặt của Dương Tử không đẹp và cô không phù hợp làm diễn viên. Mặc dù vậy, Dương Tử vẫn chọn gắn bó với sự nghiệp diễn viên, bộ phim truyền hình cô tham gia nhận được nhiều lời khen ngợi và Dương Tử cũng trở thành thần tượng được yêu thích. Đặt cô ấy với tư cách là một người diễn xuất vào tình thế khó xử. Năm 2015, Dương Tử lựa chọn hóa thân và bắt đầu tham gia các tác phẩm thực tế để kiểm tra khả năng diễn xuất của mình như Ode to Joy và Sweet Honey S.A.C.S. Frost. Với những diễn xuất vượt trội của mình, cô đã dần khẳng định hình ảnh một diễn viên có thực lực. Tuy nhiên, Dương Tử vẫn rất chú trọng đến ngoại hình, không ngừng thử nghiệm nhiều phong cách khác nhau và thậm chí đã trải qua nhiều cuộc phẫu thuật thẩm mỹ. Xương của cô ấy, hiệu quả không tốt chút nào. Tại đêm nhạc giao thừa năm 2017, Dương Tử thường xuyên bị sưng mặt và bị cư dân mạng chỉ trích vì trông không giống người nổi tiếng. Sau đó, phong cách trang điểm và phong cách mộc của cô bị đặt dấu hỏi ở mỗi sự kiện lớn. Dù đăng nhiều ảnh lên mạng xã hội để lấy đà nhưng cô cũng không thể che đi khuyết điểm ngoại hình, khác xa với hình tượng vẻ đẹp vô song mà cô nỗ lực tạo dựng. Ngược lại, thành tích diễn xuất của Dương Tử lại rất nổi bật. Cô đã lột xác thành công và được công chúng vô cùng yêu mến như một diễn viên quyền lực. Chỉ xét riêng thành tích diễn xuất, Dương Tử có thể nói là người xuất sắc nhất trong số những nữ diễn viên hàng đầu sinh thập niên 1990. Tuy nhiên, cô quá quan tâm đến ngoại hình và liên tục thử nhiều cách để giả vờ trẻ đẹp, nhưng cuối cùng lại thất bại. Đây cũng đã trở thành trở ngại lớn để cô vượt qua trong sự nghiệp diễn xuất. Ngày nay, kỹ năng diễn xuất và ngoại hình của Dương Tử có sự tương phản rõ rệt. Nếu cô ấy có thể đối mặt với những khuyết điểm của mình, giảm bớt nỗi ám ảnh về ngoại hình, tập trung vào điểm mạnh và tránh được điểm yếu, tôi tin sự nghiệp diễn xuất của cô ấy sẽ đạt đến đỉnh cao hơn nữa. 2. Bạch Lộ là một ngôi sao trẻ sinh những năm 1990. Bạch Lộ đã tạo được tên tuổi trong lĩnh vực điện ảnh và truyền hình trong vài năm trở lại đây. Cô đã trưởng thành từ một người có chút trong sáng, không ai biết đến, trở thành một thần tượng nổi tiếng thu hút nhiều sự chú ý. Tuy nhiên, nếu nhìn lại quá trình trưởng thành của cô ấy, bạn sẽ thấy rằng Baylu ngay từ đầu đã không có khí chất của một ngôi sao. Lúc đầu, Baylu chia sẻ những bộ phim vi mô của riêng mình trên nền tảng video ngắn và đã gây được sự chú ý. Góc quay video của cô mới lạ và nội dung khá sáng tạo nên đã tích lũy được một lượng người hâm mộ nhất định. Tuy nhiên, Baylu lúc đó rõ ràng khác hẳn các nghệ sĩ chuyên nghiệp về ngoại hình và khí chất, nét mặt không nổi bật, thân hình mập mạp, thích tự nhận mình là đàn ông, điều này tạo cho người ta cảm giác bất cần. Có thể nói, khi Baylu mới ra mắt, cô ấy trông không giống một nữ nghệ sĩ chút nào, không trang điểm tinh tế, cũng không có cách cư xử đoan trang. Tuy nhiên, cơ hội luôn ưu ái những người làm việc chăm chỉ và Baylu đã được người đại diện đưa vào đúng hoàn cảnh, người đã cho cô nhiều nguồn lực quý giá. Cô đảm nhận vai nữ chính thứ hai trong bộ phim thần tượng Phân Kiêu Hoang và có nhiều cảnh quay tuyệt vời đối nghịch với cô bé nổi tiếng Quan Xeo Thông. Tuy nhiên, do điều kiện có hạn của Baylu nên bộ phim này không mang lại cho cô nhiều sự nổi tiếng và cô vẫn ở thế minh bạch. Trong mắt hầu hết người xem, đường nét khuôn mặt của Baylu rất tầm thường và không giống như một nữ thần giải trí bẩm sinh. Cô cần được đào tạo nhiều hơn để trở thành một diễn viên xuất sắc. Ngay khi Baylu đang gặp khó khăn để bắt đầu, cô đã xem được kiệt tác Châu Sơn Du Du Du, giúp tùy chỉnh vai trò trang phục và trang điểm tinh tế. Đồng thời thành công đã nâng cao mức độ nổi tiếng và sự yêu thích của cô. Khán giả cũng bắt đầu công nhận khả năng diễn xuất của Baylu. Cuối cùng cô cũng có được bước đột phá lớn
trong vai diễn. Tuy nhiên khoảng thời gian vui vẻ không kéo dài được lâu. Bailo đã bộc lộ một số khuyết điểm trong chương trình tạp kỹ. Ví dụ như tu vi cá nhân của cô ấy vẫn cần phải tăng cường, những trò đùa của cô ấy quá nóng bỏng, ngoại hình không đủ nổi bật nếu không trang điểm, rất khác với hình ảnh được đóng gói cẩn thận trong vở kịch. Đặc biệt, bộ ảnh chụp trang phục trong một sự kiện của thương hiệu bị cư dân mạng chế giễu là lừa đảo, có vẻ như Wydia đã quay trở lại tình thế đáng xấu hổ khi khởi đầu khó khăn ban đầu. Ngày nay, Bailu đã tạo dựng được chỗ đứng vững chắc trong lĩnh vực điện ảnh và truyền hình, nhưng những tiếng nói nghi ngờ vẫn chưa bao giờ biến mất hoàn toàn. Có lẽ cô vẫn cần tiếp tục khám phá bản thân và nâng cao phẩm chất tổng thể của mình để công chúng có thể nhận ra trọn vẹn hình ảnh của cô. Một vẻ đẹp tuyệt vời. Suy cho cùng, từ một đứa trẻ trong sáng trở thành một thần tượng nổi tiếng là một chặng đường dài. Bailu không trở nên tự mãn vì một vài bộ phim truyền hình nổi tiếng mà chọn cách làm việc chăm chỉ và cuối cùng đạt được những gì cô ấy có được ngày hôm nay. Tôi tin rằng sự nghiệp diễn xuất của cô ấy sẽ ngày càng rực rỡ hơn. 3. Triệu Lộ Tư. Chào Lucy nổi bật trong làng giải trí với khuôn mặt tròn độc đáo, tính cách ngọt ngào, khuôn mặt không phổ biến trong làng giải trí hiện nay. Hầu hết sao nữ đều theo đuổi khuôn mặt chữ V nhỏ và khuôn mặt trái xoan. Khuôn mặt bánh bèo mềm mại của Chào Lucy lại đi ngược lại, khiến người ta có cảm giác hoài niệm về quá khứ. Khi Chào Lucy mới ra mắt, khuôn mặt tròn và tóc mái khiến người nhìn trẻ trung như học sinh. Tuy nhiên, một số cư dân mạng cho rằng khi góc quay không tốt, khuôn mặt to và đôi mắt nhỏ của cô sẽ nổi bật hơn. Sau khi bước chân vào làng giải trí, Chào Lucy đã có đội ngũ đóng gói chuyên nghiệp và dần dần cải thiện hình ảnh của mình. Tuy nhiên, thỉnh thoảng những bức ảnh không trang điểm vẫn bộc lộ khuyết điểm của cô. Khác với lối đi điển hình của tuổi trẻ thịt tươi, Chào Lucy chọn lối đi là một cô gái dễ thương, kỹ năng diễn xuất cần phải cải thiện, nhưng cô đã nhận được nhiều tình cảm nhờ cách xây dựng nhân vật hài hước. Đặc biệt trong The Rumor Chen Chien Chien, diễn xuất sinh động và dễ thương của cô đã nhận được phản hồi tốt. Triệu Lộ Tư cũng từng thử sức với những thể loại vai khác, chẳng hạn như đóng vai nữ chính trong The Star, nhưng điều kiện ngoại hình của cô có phần không phù hợp với hình tượng mỹ nữ trong phim. Trang điểm và xử lý hậu kỳ bù đắp cho khoảng trống này ở một mức độ nhất định, nhưng một số cư dân mạng cho rằng một số nữ diễn viên khác phù hợp hơn với vai diễn này. Cư dân mạng có nhiều ý kiến trái chiều về việc liệu sự phát triển trong làng giải trí của Triệu Lộ Tư có phù hợp với thế mạnh của cô hay không, nhưng cô kiên quyết đi theo con đường riêng của mình và cũng đã giành được sự yêu mến của một số khán giả. Triệu Lộ Tư đã tạo dựng được chỗ đứng trong làng giải trí với khuôn mặt tròn trịa dễ thương, nhưng nếu muốn phát triển lâu dài, cô vẫn cần tiếp tục trau dồi về diễn xuất và các mặt khác. Khác với con đường thịt tươi nhỏ nhắn điển hình, Triệu Lộ Tư dựa vào phong cách cô gái mặt tròn dễ thương độc đáo của mình để chiếm được tình cảm của khán giả. Có thể nói là khác biệt theo quan niệm thẩm mỹ nhấn mạnh vào khuôn mặt hình trái xoan nhỏ ngày nay. Tuy nhiên, nếu ý tưởng của Triệu Lộ Tư muốn tiếp tục phát triển thì vẫn cần chú ý đến một số vấn đề. Đầu tiên là kỹ năng diễn xuất còn thiếu sót, điều này đòi hỏi phải tích lũy kinh nghiệm và nâng cao khả năng nhận biết của khán giả thông qua nhiều tác phẩm hay hơn. Thứ hai, về mặt quản lý hình ảnh bên ngoài, đôi khi xảy ra một số tranh chấp, đòi hỏi đội ngũ đóng gói của cô phải tăng cường kiểm soát. Bước cuối cùng là chọn đúng vai, cô phải hiểu rõ điều kiện và thế mạnh của bản thân, không thể ép diễn nhân vật. Điều đó không phù hợp với cô ấy. Chào Lucy vẫn đang trong giai đoạn trưởng thành, sự nghiệp diễn xuất của cô ấy mới bắt đầu. Chúng tôi hy vọng cô ấy có thể giữ vững được nguyện vọng ban đầu, tiếp tục làm việc chăm chỉ và không ngừng bứt phá chính mình. Có thể vài năm nữa nhìn lại, những tranh cãi ngày nay sẽ trở thành một phần trong quá trình trưởng thành của cô. Một diễn viên xuất sắc sẽ luôn tìm được chỗ đứng cho riêng mình trước sự rửa tội của thời gian. 4. Ngô Thư Hân là một cái tên gây tranh cãi trong làng giải trí. Cô bắt đầu tham gia các chương trình tìm kiếm tài năng và trong suốt chặng đường đó, cái mác cô gái phổ thông dường như vẫn luôn theo đuổi cô. Lúc đầu, biểu hiện của Yoo Soo Shin trong chương trình không có gì nổi bật. Cô ấy thường nói chuyện với giọng điệu nịnh nọt, khiến người ta có cảm giác thiếu chân thành. Ngoại hình tầm thường và thái độ giả tạo đã khiến cô không thể nổi bật trên chương trình. Nhưng kỳ lạ thay, thái độ này lại thu hút một nhóm người hâm mộ trung thành dành cho cô.
Có lẽ vì tính cách chút sáng tạo do cô tạo ra quá dễ nhận biết nên khán giả đã nhớ sâu sắc đến cô. Dù rất nổi tiếng nhưng sự nghiệp diễn xuất của Ngô Thư Hân vẫn không hề dễ dàng. Cô đã tham gia rất nhiều tác phẩm điện ảnh và truyền hình, nhưng không ngoại lệ đều là những vai nhỏ kín đáo. Đối với một diễn viên mới chưa trưởng thành về kỹ năng diễn xuất, những cơ hội vội vàng đóng những vai nhỏ này sẽ không giúp ích nhiều cho việc nâng cao kỹ năng diễn xuất của anh ấy. Phải đến khi đóng vai chính trong bộ phim truyền hình cổ trang Căng Lan Du, sự nghiệp diễn xuất của cô mới thực sự bắt đầu. Bộ phim này miêu tả nhân vật một cô gái dễ thương và hoạt bát một cách rất thuyết phục, được khán giả vô cùng yêu thích. Cách trang điểm và phong cách do đoàn làm phim thiết kế cũng đã nâng cao đáng kể giá trị xem của cô. Nữ diễn viên mới được biết đến. Thế nhưng ngay khi cô đang là tâm điểm chú ý, một số bức ảnh quá khứ của cô đã bị cư dân mạng soi ra, so với hình ảnh hiện tại cô khác hoàn toàn. Trong những bức ảnh không trang điểm, đường nét khuôn mặt của cô không nổi bật, làn da rất đen, không xinh đẹp như hiện tại. Điều này khiến nhiều khán giả đặt câu hỏi liệu nhan sắc của cô có phải là kết quả của việc mua lại bao bì hay không. Sau đó, ngày càng có nhiều tin tức giải trí tiết lộ những bức ảnh đời thường không trang điểm của Yoo Soo-shin. Khuôn mặt tròn bầu bĩnh, sống mũi thấp, đôi mắt nhỏ và đôi lông mày dày đều khiến cô trông rất bình thường. Đặc biệt là những nếp nhăn ở mũi trên khuôn mặt của cô đã lộ rõ. Điều này rất hiếm thấy trên khuôn mặt của một cô gái mới ngoài đôi mươi. Có một thời gian, đánh giá của dư luận về ngoại hình của Ngô Thư Hân ngày càng đi xuống. Cô phải đối mặt với nghi vấn dựa vào bao bì để nổi tiếng và bị chỉ trích bỏ bao bì và chỉ là một cô gái bình thường. Chắc chắn đã gây áp lực lớn cho sự nghiệp diễn xuất mới chớm nở của cô. Nhưng điều đáng mừng là Yoo Soo-shin không hề bị khuất phục trước những bình luận tiêu cực này. Cô vẫn tiếp tục chăm chỉ học hỏi kỹ năng diễn xuất và chọn nhiều tác phẩm điện ảnh, truyền hình với nhiều chủ đề khác nhau. Trong những tác phẩm này, cô không còn cố tình tạo ra hình tượng dễ thương mà cố gắng bứt phá bản thân và tạo ra những nhân vật có tính cách khác biệt. Điều này đã tích lũy cho cô những kinh nghiệm làm diễn viên quý báu và cũng giúp khán giả thấy được khía cạnh chăm chỉ của cô. Vẫn khó có thể dự đoán liệu Ngô Thư Hân có thể ngừng bị coi là gái bình dân và đạt được thành công lớn hơn trong làng giải trí hay không. Nhưng sự kiên trì không bỏ cuộc của cô đã cho chúng ta thấy tiềm năng phát triển của một diễn viên. Câu chuyện của cô cũng cho chúng ta biết rằng ngoại hình không quyết định thành tích của một người. Chỉ có sự hoàn thiện bản thân không ngừng mới là con đường duy nhất dẫn đến thành công. Phần kết luận, sự thay đổi của chuẩn mực thẩm mỹ là một vấn đề phức tạp. Mỗi thế hệ đều có định hướng thẩm mỹ riêng. Việc cố chấp đánh giá ngoại hình của người đi trước có chấp nhận được hay không là điều không phù hợp. Khuôn mặt dù sao cũng là khuôn mặt, chúng ta không nên phủ nhận thời thế chỉ vì sự thay đổi của nó. Mỗi thế hệ đều có nét đẹp riêng, điều quan trọng là hãy trân trọng nó bằng cả trái tim chứ đừng so sánh thẳng thừng.